die hij kan, dat wil van mij. We willen dan dat gelukkig zijn. Daar die komt hij niet, in mannen met de voet. En hoe je hem bent van mij, kom geen ganse kwam. Een feitje nam van wil, je zijn voor mij. En winkel, dat wil van mannen zijn. Lịch sử thành lập Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giai đoạn hình thành khó khăn từ năm 1952 đến 1957. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và cựu hoàng Bảo Đại ký hiệp định Élysée chấp nhận cho nước Việt Nam độc lập trong khối Liên hiệp Pháp có tổ chức hành chánh và quân đội riêng. Thực thi hiệp định Élysée thỏa ước quân sự Pháp-Việt ngày 30 tháng 12 năm 1949 về Hải quân đã bị trì kệ kéo dài đến năm 1951. Tư lệnh Hải quân Pháp ở Viễn Đông mới được lệnh lập kế hoạch quân sự để chuyển giao hai hải đoàn xung phong đầu tiên cho Hải quân Việt Nam. Ngày 30 tháng Giêng năm 1951, quân đội quốc gia Việt Nam ra đời, gồm đủ cả hải, lục và không quân. Ngày 15 tháng 8 năm 1951, Pháp đồng ý tuyển khóa 1 sĩ quan Hải quân gồm 9 sinh viên, 6 theo ngành chỉ huy, 3 theo ngành cơ khí, khóa hạ sĩ quan là 50 và đoàn viên là 100. Là một quân chủng kỹ thuật, cần một đội ngũ chuyên nghiệp giỏi và khởi đầu không có phương tiện huấn luyện, hầu hết các sĩ quan, hạ sĩ quan và đoàn viên đầu tiên của Hải quân Việt Nam với tinh thần yêu nước cao độ đã phải nhẫn nhịn, chịu đựng, tập luyện bằng cách thực tập trên các chiến hạm, chiến đỉnh của Hải quân Pháp đang hoạt động ngoài biển cũng như trong sông, để rồi cuối cùng đã chứng tỏ tài năng của mình, xứng đáng nhận lãnh đầu tiên hai hải đoàn xung phong Cần Thơ và Vĩnh Long vào giữa năm 1953. Đầu năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm chấp thuận dự án gian lực, thành lập 5 hải đoàn xung phong, Hải đoàn 21 hậu cứ tại Mỹ Tho, Hải đoàn 23 tại Vĩnh Long,
Hải đoàn 24 ở Cát Lát, Hải đoàn 25 ở Cần Thơ và Hải đoàn 26 ở Long Xuyên. Đến cuối năm 1957 về hải lực, số chiến hạm Pháp đã chuyển giao cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là 21 chiếc, gồm 5 hộ tống hạm, 3 trục lôi hạm, 2 trợ chiến hạm, 5 giang pháo hạm, 4 hải vận hạm, 1 hỏa vận hạm và 1 huấn luyện hạm. Giai đoạn phát triển chậm chạp từ năm 1958 đến 1967. Năm 1958, Hải quân Việt Nam tăng lên 50.000 người, khóa 8 sĩ quan Nha Trang, gồm có 50 sinh viên với giáo sư, giảng viên và huấn luyện viên toàn bộ là người Việt Nam. Quân số gian lực tăng 50% cho 5 hải đoàn xung phong, trang bị 96 chiến đỉnh đủ loại. Đầu năm 1960, Tổng thống Diệm chấp thuận lập ngay 4 đội hải thuyền đầu tiên, đội 11 ở cửa Việt, đội 12 ở cửa Thuận An, đội 13 ở cửa Tư Hiền và đội 14 ở cửa Hội An. Năm 1962, Hải đoàn 22 xung phong được thành lập. Cuối năm 1962, lực lượng hải thuyền tăng lên 28 đội đóng dọc theo duyên hải với 800 tuần viên, rồi được cải danh thành duyên đoàn khi quân số tăng lên 4.000. Đầu năm 1963, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam mở cuộc hành quân thủy bộ Bình Định - Nam Căn, gọi là chiến dịch Sóng Tình Thương. Sau ngày 8 tháng 3 năm 1965, quân đội Hoa Kỳ đã đổ bộ lên hải cảng Đà Nẵng. Hải quân có 7 hải đoàn xung phong. Hải đoàn xung phong được cải danh là Giang đoàn River Assault Group, có quân số 150 và được trang bị 1 giang đỉnh chỉ huy, 1 chiến đấu đỉnh, 5 trung vận đỉnh, 6 tiểu vận đỉnh và 6 xung kích đỉnh. Cuối năm 1965, lực lượng hải thuyền 4.000 người được sáp nhập vào hải quân. Tuần viên được gọi là đoàn viên, kèm theo số chánh thức cho mỗi duyên đoàn là 3 ghe chủ lực, 3 ghe di cư và 16 ghe chèo. Từ năm 1965 đến 1967, Hải quân Việt Nam nhận thêm từ Hoa Kỳ một số chiến hạm đáng kể: 3 trục lôi hạm, 1 hộ tống hạm, 6 hộ tống hạm PCE, 3 hải vận hạm, 3 dương vận hạm, 20 tuần duyên hạm, 2 hỏa vận hạm và 5 trợ chiến hạm. Tính đến năm 1967, Hải quân Việt Nam có tất cả là 64 chiến hạm. Giai đoạn bành trướng nhanh chóng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1968 đến 1975. Đầu năm 1968, Việt Cộng mở cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Hải quân Việt Nam với quân số 30.000, kể cả 7.500 sĩ quan, không những bảo toàn được lực lượng đông đảo như vậy, mà còn yểm trợ hữu hiệu cho các đơn vị bạn tái chiếm nhiều vị trí lọt vào tay địch trong những ngày Tết Mậu Thân. Cũng trong năm 1968, 3 trung tâm huấn luyện của Hải quân được phân nhiệm rõ rệt: Nha Trang đào tạo sĩ quan, Cam Ranh dành cho hải sĩ quan và đoàn viên, Sài Gòn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn các cấp. Năm 1969, để theo kịp chương trình Việt Nam hóa chiến tranh, Vietnamization, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức hành quân lưu động sông, gồm lực lượng thủy bộ Bình Thủy trở thành lực lượng đặc nhiệm 211, lực lượng tuần thám Mỹ Tho trở thành lực lượng đặc nhiệm 212, lực lượng trung ương trở thành lực lượng đặc nhiệm 214. Hai vùng sông ngòi với 3 lực lượng tác chiến với 950 chiến đỉnh đủ loại. Tư lệnh Hải quân vùng 4 sông ngòi chỉ huy 3 lực lượng trên với 7 giang đoàn xung phong và các cơ sở tiếp vận, quân số 10.500. Tư lệnh vùng 3 sông ngòi có 5 giang đoàn xung phong với sự tăng phái của 3 lực lượng trên. Hành quân lưu động biển bao gồm hạm đội với các đơn vị Hải đội 1 tuần duyên, Hải đội 2 chuyển vận, Hải đội 3 tuần dương. Năm 1972, lưu động biển nhận thêm 20 chiến hạm, gồm 7 tuần duyên hạm, 2 khu trục hạm, 4 dương vận hạm, 2 cơ sở hạm, 2 hộ tống hạm, 3 hỏa vận hạm. Tính đến năm 1975, hạm đội biển có tất cả 84 chiến hạm. 5 vùng duyên hải chỉ huy các hải đội duyên phòng, các duyên đàn, giang đoàn, đại kiểm, báo,
gồm vùng 1 Đà Nẵng, trách nhiệm từ vĩ tuyến 17 đến Quảng Ngãi, vùng 2 Cam Ranh, từ Bình Định đến Phan Thiết, vùng 3 Vũng Tàu, từ Phước Tuy đến Kiến Hòa, vùng 4 Phú Quốc, từ mũi Cà Mau đến biên giới Việt Miên, vùng 5 Duyên Hải, Nam Căn, vùng biển Ba Xuyên, An Xuyên, một phần Kiên Giang và các hải đảo như Pulau Ubi. Tính đến năm 1975, năm vùng Duyên Hải có tất cả 107 duyên tốc đỉnh, 26 tuần duyên đỉnh và 500 ghe đủ loại. Cuối năm 1972, quân số hải quân là 41.000. Theo Jane Fighting Ship 1972, hải quân đại tá John Moore xếp sự lớn mạnh của hải quân Việt Nam hàng thứ 9 trên thế giới. Năm 1975, quân số hải quân tăng 53.000. Hành quân biển gồm có 84 chiến hạm, 107 duyên tốc đỉnh, 26 tuần duyên đỉnh, 500 ghe đi biển đủ loại. Hành quân sông có tất cả 950 chiến đỉnh đủ loại.